Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ năm ngày 25 tháng 4. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Phát động tháng công nhân năm 2019 với chủ đề Mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Khai mạc lễ hội Tháp Bà 2019. Người hiệu trưởng, bí thư chi bộ gương mẫu trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Khánh Hòa liên kết hợp tác xã và doanh nghiệp còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Sáng nay tại khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các cấp công đoàn cơ sở cùng hơn 200 đoàn viên người lao động. Trong tháng công nhân năm 2019 với chủ đề Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên, các cấp công đoàn sẽ tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động, tổ chức Ngày hội Công nhân lao động, Ngày hội Văn hóa Thể thao cho đoàn viên. Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương 10 doanh nghiệp vì người lao động, trao hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn cho 11 đoàn viên với tổng kinh phí 550 triệu đồng, đồng thời trao kinh phí hỗ trợ cho 20 đoàn viên người lao động bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao các hoạt động của các cấp công đoàn tỉnh Khánh Hòa trong đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kêu gọi các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật cho doanh nghiệp, người lao động, tôn vinh người lao động có thành tích xuất sắc trong thi đua sản xuất, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tổ chức các hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, đời sống người lao động. Sau buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đã thăm, tặng quà, động viên tinh thần cán bộ, công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trang phục nữ kiểu Pháp FLD tại khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Sơn Hải sáng nay đã có buổi làm việc với các sở ngành, rà soát công tác chuẩn bị tiến độ triển khai các hoạt động trong năm du lịch quốc gia 2019. Theo rà soát của Sở Du lịch, năm du lịch quốc gia tại Nha Trang Khánh Hòa dự kiến có từ 23 đến 26 sự kiện lớn, chưa kể chuỗi hơn 50 hoạt động thuộc tuần lễ Festival Biển 2019. Đến thời điểm này, phần lớn các hoạt động đã hoàn tất thủ tục đăng ký, nội dung tổng thể của chương trình. Ông Trần Sơn Hải đề nghị Sở Du lịch đôn đốc các sự kiện do doanh nghiệp tự đăng ký, khẩn trương gửi tỉnh kế hoạch tổ chức, theo dõi tiến độ các sự kiện của Tổng cục Du lịch, đề nghị các khách sạn trang trí, tuyên truyền trực quan cho năm du lịch quốc gia. Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi tiến độ các sự kiện của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Các cơ quan quản lý nhà nước ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục. Sở Du lịch bổ sung các hoạt động kèm theo quảng bá như sự kiện đường băng số 2 đi vào hoạt động, bến du thuyền Anna Marina hoàn thiện, trung tâm bán hàng miễn thuế, cuộc thi sứ giả du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Sở Tài chính hướng dẫn các sở ngành đơn vị giải ngân kinh phí và cân đối phân bổ tài chính cho các hoạt động của năm du lịch quốc gia. Sở Du lịch và Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam nghiên cứu nội dung chương trình truyền hình trực tiếp lễ bế mạc năm du lịch quốc gia vào đêm 31 tháng 12 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Tháp Bà Bunaga là sự kiện văn hóa tâm linh có quy mô lớn tại tỉnh Khánh Hòa nhằm tưởng nhớ công ơn của Thiên Y Anna Thánh Mẫu, người mẹ xứ sở đã dạy dân biết cách trồng trọt, chăn nuôi, dệt vải. Vào sáng nay, lễ hội Tháp Bà năm 2019 chính thức được khai mạc tại khu di tích Tháp Bà Bunaga, thành phố Nha Trang. Về dự có ông Phan Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đông đảo người dân địa phương, khách thập phương đến từ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên như Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk. Ngay từ sáng sớm, đông đảo khách hành hương du khách đã có mặt để chờ dâng lễ lên mẹ xứ sở Thiên Y Anna. Sau màn múa lân truyền thống đầy màu sắc, đúng 8 giờ, tại sân khấu chính trước tháp, ban tổ chức tiến hành nghi thức đánh trống khai lễ. Lễ hội năm nay đón hơn 100.000 lượt khách hành hương, người dân, du khách thập phương về tham dự. Sau các nghi lễ truyền thống, người dân và các đoàn khách hành hương lần lượt đội mâm ngũ quả, biểu trưng cho quà tặng của đất, tiến về khu vực tháp chính chờ dâng lễ. Cũng được 81 tuổi đầu rồi, nhưng mà mọi năm thường lại là xuống đây là giúp là mẫu.
của bà, trước là dâng hương cho bà, sau đó là cầu mong cho gia quyến được vạn sự như ý, tất cả quốc thái dân an, bà con xóm làng là coi như là thân thuộc và ân cần nhắc nhủ và giúp đỡ lẫn nhau, đó là quý nhất của cuộc sống của con người. Lễ hội Tháp Bà năm nay diễn ra với nhiều nghi thức truyền thống như lễ thay y mẫu, lễ thả hoa đăng trên sông Cái, nghi thức rước kiệu từ Tháp Bà đi qua các tuyến đường trong khu dân cư, lễ cầu quốc thái dân an, lễ khai mạc, lễ cúng ngọ, lễ dâng hương mẫu, lễ tế cổ truyền. Song song đó còn có các hoạt động như múa chăm, múa bóng, biểu diễn nghệ thuật tuồng. Đây là lễ hội văn hóa được người dân địa phương mong đợi nhất trong năm, thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa người Việt và người Chăm. Dù cho tín ngưỡng thờ mẫu ở mỗi vùng đất có khác nhau, nhưng đều thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và khát vọng hướng về cuộc sống ấm no. Cái hàng năm vậy là mình ra đây để đại diện là để cho con cháu theo tùng phong mỹ tục, theo cái tập quán của người Chăm Ba là cầu an, mưa thuận gió hòa, cầu cho cây già, trái chính. Nay là thu hoạch xong rồi, để giờ đây để báo ân, báo hiếu cho bà. À, người Kinh á, thì trái cây, còn người Chăm Ba là phải có cặp gà, trái cây, hoa quả, cúng để mà cái lòng hiếu thảo dâng cho mẹ. Chúng tôi đã chuẩn bị rất là chú đáo, phù hợp các ban ngành đoàn thể của tỉnh làm sao mà cái lễ hội thì đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, rồi an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi đảm bảo nơi ăn, nơi nghỉ cho đồng bào Chăm trong 3 ngày về với lễ hội, làm sao cho cái nghi lễ và được chú đáo và an toàn nhất. Tất cả các cái hoạt động thì được nhiều hơn, số lượng tổ chức các cái hoạt động nó mang tính rộng lớn hơn để thu hút khách du lịch và khách tham quan về đến với cái lễ hội của Tháp Bà Ponagar nhằm mục đích quảng bá và tuyên truyền cái di sản văn hóa trong cái năm du lịch quốc gia đến với khách du lịch quốc tế trong nước và bà con nhân dân. Lễ hội Tháp Bà Ponagar được xem là một hoạt động văn hóa trong năm du lịch quốc gia 2019. Đây là dịp để người dân cùng nhìn nhận và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, điển hình ở Khánh Hòa. Từ đó, thể hiện được bản sắc văn hóa của địa phương, giới thiệu rộng rãi đến du khách trong nước và quốc tế. Lễ hội sẽ mở cửa tự do và kéo dài đến hết ngày 23 tháng 3 âm lịch, tức ngày 27 tháng 4 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, 3 năm qua, chi bộ trường mầm non Ninh Hưng là chi bộ trồng sạch vững mạnh tiêu biểu của đảng bộ xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa. Nhà trường là tập thể lao động xuất sắc, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Có được thành tích đó, phải nói đến vai trò của người đứng đầu, đó là Hiệu trưởng Bí thư Phan Thị Thanh Chu. Với những nỗ lực không ngừng, luôn vượt khó sáng tạo trong xây dựng môi trường giáo dục trẻ, cô được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Gần 25 năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ, cô Phan Thị Thanh Chu luôn tận tâm với trường, với lớp. Trẻ em như búp trên cành, lời bác dạy với cô luôn là kim chỉ nam trong công tác chăm sóc, nuôi dạy học sinh mầm non. Ở vai trò là bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non Ninh Hưng, cô luôn gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần vượt khó, sáng tạo, làm việc khoa học đã giúp người cán bộ quản lý này có những đề tài sáng kiến kinh nghiệm về xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng môi trường giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm. Với 2 điểm trường, trường mầm non Ninh Hưng có 9 lớp, hơn 300 trẻ, dù cũng còn đó một số khó khăn, nhưng trường luôn đạt và vượt chỉ tiêu huy động trẻ ra lớp. 99% số trẻ đạt yêu cầu về phát triển, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, xây dựng một môi trường giáo dục thân thiện, tích cực, bảo đảm chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ là minh chứng cho sự nỗ lực học tập và làm theo bác của hiệu trưởng và tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Tôi cũng để thực hiện tốt cái cuộc việc mà học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác, để mình để thể hiện được cái tính nêu gương đối với các cái công việc hàng ngày của chi bộ cũng như của nhà trường. Thì qua cái học tập của bác thì tôi cũng để học được ở bác, thứ nhất là về cái nêu gương của người đứng đầu, về cái thứ hai nữa là cái tác phong làm việc khoa học, thực hiện cái việc mà
tốt cái quy chế dân chủ trong cái hoạt động của chi bộ và của nhà trường. Tôi cũng đang thực hiện tốt cái việc kiểm tra, giám sát cũng như rút hết kinh nghiệm và những cái hoạt động mà chi bộ của nhà trường để đề ra. Trong cái thời gian tới thì tôi cũng sẽ tiếp tục cùng với chi bộ và nhà trường thực hiện tốt cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh. Và cùng với tập thể chi bộ và nhà trường là cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà đảng và nhà nước để giao. Chi bộ trường hiện có 10 đảng viên, chiếm 1/3 cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường. Đây là những nhân tố đi đầu trong các phong trào thi đua. Với sự tận tâm, nỗ lực ấy của người đứng đầu nói riêng cùng tập thể cán bộ giáo viên nói chung, trên 70% giáo viên đã đạt giáo viên giỏi cấp trường, 2 giáo viên giỏi cấp thị xã. Cùng với học tập, phấn đấu theo nội dung các chuyên đề hàng năm, các giáo viên đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giáo dục trẻ, tích hợp lồng ghép trong các hoạt động của trẻ. Chi bộ trường tôi là đạt vững mạnh xuất sắc tiêu biểu, thì bản thân tôi luôn phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của người đảng viên, cũng như là luôn phấn đấu để hoàn thiện mình hơn trong các hoạt động chuyên môn của nhà trường cũng như các công tác của nhà trường. Tôi cũng luôn là phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức của mình. Bên cạnh đó thì có tích hợp lồng ghép tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh vào trong các hoạt động hàng ngày để dạy trẻ, dạy các cháu thông qua các hoạt động như là văn học, âm nhạc, là kể chuyện về Bác, rồi thông qua dạy các những điều như là năm điều Bác Hồ dạy cho các cháu để các cháu biết được là biết yêu quý, kính trọng và biết ơn Bác Hồ. Việc học tập và làm theo là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì luôn được chú trọng, lấy chất lượng của việc kết quả học tập của các cháu để mà làm thước đo. Chi bộ mầm non đạt 3 năm liền là chi bộ mà đạt là trong sạch vững mạnh tiêu biểu của đảng bộ Ninh Hưng. Trong đó phải nói đến vai trò của cá nhân của đồng chí Phan Thị Thanh Châu, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong cái việc mà triển khai tổ chức học tập, thì từ đó là lan tỏa được cái tấm gương của đồng chí Châu đến cho phong trào của các giáo viên và triển khai cái việc học tập phù hợp các chuyên đề nội dung hàng năm thì đều là đạt chất lượng, và trong cái cách chăm sóc giáo dục thì được là hàng năm được là nâng cao hơn. Sự gương mẫu của những người đứng đầu như cô hiệu trưởng Phan Thị Thanh Châu đã có sức lan tỏa đến phong trào chung của nhà trường, của chi bộ. Kết quả từ năm 2016 đến nay, nhà trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu và là chi bộ đi đầu trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng của đảng bộ xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa. Học tập Bác, làm theo lời Bác dạy, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Ninh Hưng đã và đang tiếp tục sự nghiệp trồng người, tạo nên những cơ sở ban đầu cho giáo dục địa phương ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây tại Khánh Hòa, liên kết giữa hợp tác xã doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ nông sản bước đầu đã được hình thành tại một số đơn vị. Tuy nhiên, để duy trì liên kết này, áp lực đối với các hợp tác xã là không nhỏ, nhất là vấn đề về vốn. Bên cạnh đó, một số đơn vị cũng chia sẻ sự thiếu hợp lý trong quyền lợi trách nhiệm của các bên tham gia. Để thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp, cần phải có những cơ chế hỗ trợ đặc thù phù hợp với thực tế nhằm tháo gỡ những khó khăn hiện tại cho hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp. Hợp tác xã nông nghiệp Diên Lộc, huyện Diên Khánh đã thực hiện liên kết sản xuất lúa giống với doanh nghiệp tư nhân từ năm 2015. Diện tích dao động khoảng 150 hectare một vụ. Theo thống kê, hơn 4 năm qua, hợp tác xã và doanh nghiệp đã bao tiêu cho thành viên, nông dân hơn 3.000 tấn lúa giống. Lợi nhuận thu về song với cách thức sản xuất, tiêu thụ truyền thống chỉ cao hơn 15%. Nhưng quan trọng, nông dân không còn lo ngại về đầu ra của hạt gạo. Tuy nhiên, với riêng hợp tác xã này, để duy trì liên kết gặp không ít khó khăn. Muốn khuyến khích bà con phát triển, mở rộng cái diện tích sản xuất lúa giống thì hợp tác xã ngay từ đầu vụ là cũng có cái chính sách hỗ trợ cho bà con mượn tiền không tính lãi, cuối vụ thu lại thì trên đơn vị diện tích là 3 triệu đồng cho 1 hecta, thì bình quân một năm là 150 hecta thì hợp tác xã phải bỏ ra khoảng 450 triệu cho bà con mượn ngay từ đầu vụ. Thành thử trong cái vấn đề này muốn làm đẩy mạnh được cái công tác mà liên kết mà tiêu thụ lúa giống thì đòi hỏi cũng phải hợp tác xã phải có năng lực tài chính. Mà hiện nay cái năng lực tài chính này thì đa số các hợp tác xã nông nghiệp là bị vướng ngay cho cái khâu này. Liên kết sản xuất lúa giống là cách mà nhiều hợp tác xã tại Khánh Hòa với khoảng 10 đơn vị đang áp dụng. Đây cũng là hình thức liên kết giữa hợp tác xã, doanh nghiệp rõ nét nhất hiện nay. Tuy nhiên, không nhiều đơn vị đạt được kết quả khả quan giống như hợp tác xã Diên Lộc. Vì thực tế,
Liên kết này chủ yếu do doanh nghiệp trực tiếp làm việc với nông dân, hợp tác xã chỉ đóng vai trò trung gian. Không chỉ khó khăn về vốn, tình trạng lệch pha trong quá trình hợp tác cũng khiến không ít đơn vị chịu áp lực để hoạt động. Kinh doanh thực tế nó có lãi nhiều thì mình hưởng nhiều, lãi ít hưởng ít. Nhưng mà thực tế các cái hoạt động dịch vụ hiện nay thì nó bó buộc lại, mà nó ảnh hưởng đến cái cơ chế thị trường. Các cái doanh nghiệp thì mục tiêu của họ là cái lợi nhuận là trên hết. Cho nên là đưa đến cái lợi nhuận của thành viên thì nó cũng bị khống chế. Cho nên là cái hoạt động này thì có tạo ra công việc làm cũng như cái thu nhập cho thành viên, nhưng mà cái yếu tố bền vững đó thì chưa cao. Chưa cao ở chỗ là họ quản lý toàn bộ, khống chế từ cái giá thành cũng như là các cái cơ chế thu mua. Một trong những nguyên nhân khiến liên kết hợp tác xã doanh nghiệp chưa bền vững là do tiềm năng nội tại của đơn vị còn hạn chế. Nhiều hợp tác xã hiện nay chưa chuyển đổi từ hợp tác xã kiểu cũ sang hoạt động theo luật hợp tác xã mới. Hầu hết đều thiếu vốn, chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản. Tình trạng này không chỉ trong sản xuất lúa giống mà các hình thức liên kết khác cũng gặp phải. Để tháo gỡ tồn tại khó khăn trong liên kết sản xuất, quan trọng là cải thiện năng lực hoạt động của mỗi hợp tác xã, đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp hơn. Chúng tôi phối hợp với các sở như Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát sửa đổi các cái cơ chế chính sách đã ban hành, vận động các cái doanh nghiệp lớn làm đầu tàu tham gia cái liên kết cùng với hợp tác xã tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản xuất. Chúng tôi xây dựng cái kế hoạch phát triển các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hỗ trợ hợp tác xã thực hiện cái việc liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ. Nông dân, hợp tác xã, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp là điều mà các bộ, ngành, địa phương đang hướng đến. Bởi như vậy sẽ tăng sức cạnh tranh cho các mặt hàng chủ lực. Mới đây, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 98 tập trung hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng chuỗi giá trị liên kết với doanh nghiệp. Trong đó, sẽ hỗ trợ nguồn vốn tối đa 30% đề án liên kết nhằm giúp các đơn vị đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực sản xuất. Từ đó, khuyến khích các hợp tác xã mạnh dạn, chủ động tìm kiếm doanh nghiệp phù hợp để liên kết. Chiều nay tại thành phố Nha Trang, Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo khoa học đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo kết quả khảo sát từ Viện Kinh tế Việt Nam, giảm nghèo theo tiêu chí đơn chiều thì tỷ lệ nghèo ở Khánh Hòa đang có xu hướng giảm xuống. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo theo tiêu chí đa chiều vẫn còn rủi ro cao bởi sinh kế chưa bền vững, ảnh hưởng bởi thiên tai, biến động thị trường. Giai đoạn 2011-2015, với đánh giá nghèo theo tiêu chí đơn chiều, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, bình quân giảm hơn 4.000 hộ một năm, với mức giảm trung bình là 1,6% một năm. Tuy nhiên, giai đoạn 2016-2018, khi áp dụng giảm nghèo theo tiêu chí đa chiều, cùng với sự ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có giảm nhưng chưa bền vững. Tại hội thảo, các chuyên gia và các ngành cơ quan chức năng địa phương đã thảo luận đề xuất một số chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, năng lực phòng chống, lồng ghép giảm thiểu rủi ro về phát triển kinh tế xã hội, thiên tai, biến đổi khí hậu. Theo số liệu điều tra, tính đến thời điểm cuối năm 2018, toàn tỉnh hiện còn 15.035 hộ nghèo. Chiều nay tại thành phố Nha Trang, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn Hội thẩm nhân dân đợt 1 năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu Hội thẩm Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Khánh Hòa được tập huấn những kinh nghiệm trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án dân sự và hành chính tại tòa án. Các chuyên đề gồm nâng cao kỹ năng giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất liên quan đến hộ gia đình sử dụng đất, nâng cao kỹ năng giải quyết tranh chấp nhà đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại tòa án, phương pháp xem xét đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính bị khiếu kiện và cách tuyên án,
Hội nghị nhằm mục đích bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực trong hoạt động xét xử cho hội thẩm tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh. Qua đó, kịp thời nắm bắt những vấn đề mới của pháp luật, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, nâng cao hiệu lực công tác xét xử, thực hiện tốt tính dân chủ trong hoạt động xét xử. Chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, thu hút hơn 100 cán bộ công đoàn cơ sở tham gia. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được chuyên viên Ban tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, nắm bắt và sử dụng được các tính năng chủ yếu của phần mềm quản lý đoàn viên như cách thức đăng nhập hệ thống phần mềm, cách thêm mới đoàn viên, quản lý số lượng đoàn viên, hướng dẫn sử dụng công cụ báo cáo thống kê. Thông qua chương trình tập huấn, các cấp công đoàn sẽ thực hiện tốt công tác quản lý, cấp đổi thẻ đoàn viên công đoàn, từ đó giúp đoàn viên tiếp cận và thụ hưởng được các chương trình phúc lợi của tổ chức công đoàn. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã tổ chức tuyên dương và phát thưởng cho học sinh giỏi trung học phổ thông và trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2018-2019. 400 học sinh và 174 giáo viên có thành tích xuất sắc trong phong trào học sinh giỏi và sáng tạo khoa học kỹ thuật đã được khen thưởng. Trong đó, có 5 học sinh và 3 giáo viên hướng dẫn có dự án đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khen thưởng 144 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh, gồm 10 giải nhất, 31 giải nhì, 41 giải ba và 62 giải khuyến khích. 251 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh, gồm 15 giải nhất, 40 giải nhì, 83 giải ba và 113 giải khuyến khích, cùng 171 giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Trước đó, vào tháng 2 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2019. Đây là kết quả ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trong giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt của tỉnh Khánh Hòa năm học 2018-2019. Tin thể thao, sáng nay cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31 năm 2019, non sông liền một giải tiếp tục diễn ra chặng đua thứ 12 với lộ trình 120 km từ thành phố Tuy Hòa đến thành phố Nha Trang. Sau hơn 3 giờ thi đấu, đoàn đua đã về đích tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang trước sự cổ vũ của đông đảo người dân và du khách. Với sự giúp sức của các đồng đội, tay đua Nguyễn Thành Tâm, đội đua tập đoàn Lộc Trời An Giang đã xuất sắc cán đích đầu tiên tại quảng trường 2 tháng 4 với thành tích 3 giờ 32 phút 51 giây, tốc độ trung bình gần 37 km một giờ. Tại vạch đích, ban tổ chức đã lần lượt trao các giải thưởng cho các tay đua, đội đua hoàn thành chặng 12, gồm 3 tay đua vạch đích đầu tiên Print, tính điểm dọc đường đua, 5 tay đua vạch đích đầu tiên, 3 đội đua giành thứ hạng cao nội dung đồng đội. Sau 12 chặng, vận động viên Misamat Busiet giữ áo chấm đỏ, Nguyễn Trường Tài giữ áo vàng, Lê Nguyệt Minh giữ áo xanh, Nguyễn Quốc Bảo giữ áo trắng. Trên bảng tổng sắp đồng đội, 3 đội Anh Văn Hội Việt Mỹ, Tập đoàn Lộc Trời An Giang và Dược Domesco Đồng Tháp lần lượt chia nhau 3 vị trí dẫn đầu. Ngày mai, đoàn đua nghỉ tự do tại thành phố Nha Trang trước khi bước vào thi đấu chặng 13 từ thành phố Nha Trang đi thành phố Đà Lạt, dài 141 km, chinh phục hai ngọn đèo Khánh Lê Giang Ly ngày 27 tháng 4 tới. Trước tiềm năng bất động sản được hậu thuẫn vững chắc từ nền tảng du lịch, cơ sở hạ tầng của Nha Trang, sáng nay công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Chovertu tổ chức lễ khai trương văn phòng bất động sản tại số 44 đường Lý Thánh Tôn, phường Phương Xài, thành phố Nha Trang. Dựa trên nền tảng kinh doanh các dòng sản phẩm cao cấp tại thị trường Nha Trang hơn 10 năm qua, cùng với đó là sự phát triển sôi động của thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Chovertu hướng đến việc mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản. Theo đó, công ty sẽ tập trung phân phối đa dạng các loại hình, phân khúc sản phẩm từ đất nền, chung cư, condotel, biệt thự nghỉ dưỡng. Sự kiện này hứa hẹn sẽ mang tới lợi nhuận gia tăng cho các nhà đầu tư, đưa bất động sản Nha Trang nói riêng và miền Trung nói chung đến gần hơn với khách hàng. Tại lễ khai trương, công ty trách nhiệm hữu hạn Chovertu đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với sàn bất động sản Long Điền thành phố Hồ Chí Minh trong phân phối các sản phẩm bất động sản. Chương trình thời sự Khánh Hòa tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.